Minh Đường Tử Vi hân hạnh chào đón các bạn. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ năm, ngày mùng 5 tháng 11 năm 2020 và theo âm lịch, hôm nay là ngày 20 tháng 9 năm Canh Tý. Ngày này là ngày Nhâm Tý, tháng Bính Tuất, năm Canh Tý và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ canh tí từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc kim quỷ, giờ tân sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc bảo quang, giờ quý mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc ngọc đường, giờ bính ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc tư mệnh, giờ mậu thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thanh long, giờ kỷ dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc minh đường về ngũ hành ngũ hành niên mệnh tang đồ mộc ngày nhâm tý tức can chi tương đồng thuộc thủy và ngày hôm nay là ngày cát về nạp âm tang đồ mộc kỵ tuổi bính ngọ canh ngọ ngày thuộc hành mộc khác với hành thổ đặc biệt là tuổi canh ngọ mậu thân bính thìn thuộc hành thổ không sợ mộc ngày tí lục hợp với xỉu tam hợp với thìn và thân thành thủy cục xung với ngọ hình mão hại mùi phá dậu và tuyệt tỵ vài tuổi xung khác trong ngày tuổi giáp ngọ canh ngọ bính tuất bính thìn tuổi xung trong tháng tuổi mậu thìn nhâm thìn nhâm ngọ nhâm tý và nhâm tuất về các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao thiên phú, tốt mọi việc, nhất là xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, khai trương, mở kho, nhập kho, an táng. Sao nguyệt không, tốt cho việc sửa chữa nhà cửa, đặt giường. Sao minh tinh, tốt mọi việc. Sao lộc khố, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, giao dịch. Sao phổ họ, hội họ, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, xuất hành sao dân nhật thời đức tốt mọi việc sao thiên thủy tốt mọi việc các sao xấu trong ngày cũng có bao gồm sao thiên ngục xấu mọi việc sao thiên hỏa xấu về lập nhà sao thổ ôn kỵ về xây dựng nhà cửa đào ao đào giếng tế tự sao hoàng sa xấu đối với xuất hành sao phi ma sát tai sát kỵ giá thú nhập trạch sao ngũ quỷ kỵ xuất hành sao quả tú, xấu đối với cưới hỏi. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng chính nam, tài thần, hướng chính tây. Tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ năm ngày mùng 5 tháng 11 năm 2020. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, Mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ năm ngày mùng 5 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Tý á cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tý đang gặp được ngày có chính tài đỏ mệnh, cho nên với bạn tuổi Tý sẽ nhận được cái khoản tiền khá chi là lớn nhờ công sức mà mình đã bỏ ra. Trong ngày này đối với bạn tuổi Tý, cái con đường tài chính của bạn được vững vàng và với bạn tuổi Tý không cần phải quá lo lắng có thể tiêu xài thoải mái nữa luôn tuy nhiên trong cái vận trình ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Tý bạn mệnh phải cần có kế hoạch chi tiêu cho rõ ràng đừng thấy tiền trong tay là thích gì cũng mua gặp gì hay hoa cũng rút ví ra và bạn cần phải biết tiết kiệm cho tương lai phòng hờ khi có chuyện bất ngờ xảy ra nữa nhé và ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Tý bạn cũng đang gặp ngày có thủy khí vượng. Cái điều này cho thấy về phương diện sức khỏe của bạn lại không được tốt cho lắm. Với bạn tuổi tí, dễ gặp vấn đề về thận. Nếu như bạn đang có tiền sử về bệnh này thì nên chú ý theo dõi những cái biến đổi của cơ thể để tránh cái chuyện đáng tiếc xảy ra với mình bạn tuổi tí nhé. Và ngày này đối với bạn tuổi tí xuất hành thì có quý nhân phù trợ, buôn bán thì gặp thời, buôn may bán đắt, mọi việc đều tốt, cầu tài thì được như ý muốn. Trong ngày xuất hành thì bạn nên chú ý xuất hành theo những cái hướng tốt như là hỷ thần, hướng chính nam và tài thần, hướng chính tây. Hai hướng này sẽ giúp cho bạn có được sự may mắn trong công việc cũng như là có được cái nguồn tài lộc về tay nữa bạn tuổi tí nhé và tử vi tuổi giáp tý thuộc kim sức khỏe suy giảm tử vi tuổi bính tý thuộc thủy tiền bạc dồi dào tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa thu nhập vững vàng tử vi tuổi canh tý thuộc thổ chẳng lo về tiền bạc tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc thận khí suy yếu về đánh giá của bạn tuổi tý trong ngày thứ năm này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 3 sao, tình cảm, 4 sao, con số may mắn, số 5, số 8, giờ tốt, từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi dậu, tuổi thân, tuổi tỵ. Từ vi tuổi Sửu, thứ năm, ngày mùng 5 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Sửu ạ, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Sửu trong ngày này đang được lục hợp quý nhân ở bên trợ giúp cho cái chuyện tình cảm của bạn sẽ hanh thông và thuận lợi hơn rất nhiều phần. Và với bạn tuổi Sửu, bạn biết đâu là người mình yêu bớt đi những cái khoảng thời gian vòng vua đi đường vòng với mình nữa nhé. Với bạn tuổi Sửu sự tự tin trong bản mệnh lại không được nhiều, chưa đủ can đảm để thổ lộ tình cảm. Nhưng cũng không hề gì, bởi bạn đã có được quý nhân giúp đỡ và bạn tự xỉu sẽ lấy lại được dụng khí để giành lấy người mình yêu nữa. Và trong cái vận trình ngày thứ năm này đối với bạn tự xỉu, bạn lại đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy với bạn tự xỉu đang có điểm báo phá tài đến rất gần, bạn mệnh có thể sẽ phải tiêu xài phung phí về tiền bạc cho những sở thích cá nhân, cũng có thể tốn bọn tiền vì cái khoản tình phí khổng lồ nữa đó bạn tự xỉu nhé. Về tử vi tuổi ất xỉu thuộc kim, tiền bạc tổn hao, tử vi tuổi đinh xỉu thuộc thủy, tình yêu gõ cửa, tử vi tuổi kỷ xỉu thuộc hỏa, cần tự tin hơn, tử vi tuổi tân xỉu thuộc thổ, dễ mất tiền mất của, tử vi tuổi quý xỉu thuộc mộc, chuyện tình thăng hoa. Về đánh giá của bạn tự xỉu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi hợi. tử vi tuổi dần thứ năm ngày mùng 5 tháng 11 năm 2020 xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi dần đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh cái điều này cho thấy với bạn tuổi dần số mệnh không được tốt cho lắm khi đang bị tiểu nhân ra sức hãm hại và trong ngày này chuyện thị phi bộ vây khiến cho bạn tuổi dần vô cùng là mệt mỏi nữa và bạn mệnh tuổi dần có thể sẽ đánh mất đi cái vị trí mình vất vả bấy lâu nay mới có được chỉ vì lơ đẩy, thiếu cảnh giác, trước kẻ, xấu bụng. Bạn cần phải kiểm tra lại công việc của mình và trở nên để xảy ra sai sót nghiêm trọng trong ngày bạn tuổi dần nhé. Và trong ngày thứ năm này đối với bạn tuổi dần, bạn lại đang gặp được ngày có thủy dưỡng cho mộc. Cái điều này cho thấy về cái phương diện tình cảm của bạn, lại có phần được tốt đẹp, các chuyện tình cảm của bạn tuổi dần được thăng hoa rực rỡ nhờ bạn đã tìm được đúng người đúng thời điểm. Bạn mệnh tuổi dần có thể cân nhắc đến quyết định tiếp theo khi cái mối quan hệ tiến trị vượt quá mức mong đợi của mình nữa nhé. Về tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy tình yêu cháy bỏng, tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa tiểu nhân quấy phá. Từ vi tuổi mậu dần thuộc thổ dễ gặp chuyện xui tử vi tuổi canh dần thuộc mộc công việc bất ổn tử vi tuổi nhâm dần thuộc kim tình duyên như ý về đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ năm này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 4 số 7 giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tuất, tuổi hợi. Tử vi tuổi Mão thứ năm ngày mùng 5 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Mão cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi mão đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung tý ngọ mạo dậu cho nên với bạn tuổi mão đang có điểm báo cái cuôn đường tình duyên của bạn gặp nhiều trắc trở và bạn tuổi mão rất dễ buồn trong ngày. Bạn cố gắng để thoát khỏi bóng ma quá khứ nhưng vẫn bị trối chân ở lại nữa. Và với bạn tuổi mão bạn cần phải tìm cách để tháo gỡ những nút thắt trong lòng mình thì mới mong được thanh thản. Có nhiều chuyện tưởng chừng thời gian sẽ chôn vùi nhưng chỉ cần bản thân mình chưa buông bỏ thì chẳng có cách nào quên được đó bạn tuổi mão nhé. Ngày này đối với bạn tuổi mão may mắn cho cái vận trình của bạn là đang gặp được ngày có chính quan hợp sức. Cho nên với bạn tuổi mão bạn dành thời gian cho công việc là hơn. Với bạn tuổi mão có thể sẽ nhận được lời đề nghị của cấp trên để nhận trách nhiệm lớn hơn, đừng có ngại ngần và sợ hãi mà bỏ cuộc bạn tuổi mão nhé và tử vi tuổi ất mão thuộc thủy tình duyên trắc trở tử vi tuổi đinh mão thuộc hỏa tình cảm không thay đổi tử vi tuổi kỷ mão thuộc thổ công việc tiến triển tốt tử vi tuổi tân mão thuộc mộc được trao cho cơ hội tử vi tuổi quý mão thuộc kim cần phải biết cân đối thời gian về đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ năm này sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi hợi, tuổi mùi. Từ vi tuổi thìn thứ năm ngày mùng 5 tháng 11 năm 2020 xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi thìn cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi thìn trong ngày này đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp thân tý thìn cho nên với bạn tuổi thìn bạn đang có được tin vui về cái côn đường tình cảm của mình với bạn tuổi thìn sẽ nhanh chóng tìm được hạnh phúc của đời mình ở nơi rất chi là tình cờ nữa nhé. và bạn tuổi thìn bạn đừng có bao giờ mất lòng tin vào duyên phận bạn có thể sẽ nhận thấy trái tim mình rung lên dữ dội khi chỉ mới gặp mặt người ấy, thậm chí còn chưa một lời chào hỏi, nói chuyện cũng đã thấy rung động lên nữa rồi nhé. Trong cái vận trình ngày thứ năm này đối với bà tuổi thìn, bạn lại đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy rất có thể sự nghiệp của bà tuổi thìn đang đi xuống và bạn đang có cái sự độc đoán của mình bạn đừng có nghĩ rằng mình lúc nào cũng đúng mà chủ quan cho rằng không bao giờ mắc sai lầm bộ ngoài tai những lời khuyên can của người khác nữa bạn tử thìn nhé về tử vi tuổi giáp thìn thuộc hỏa công việc bất ổn tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ tình cảm thăng hoa tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc đào hoa nở rộ tử vi tuổi canh thìn thuộc kim cố chấp mắc sai tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy cần biết lắng nghe. Về đánh giá của bà tuổi thìn trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi giàu, tuổi thân. tử vi tuổi tỵ thứ năm ngày mùng 5 tháng 11 năm 2020 xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi tỵ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn đang gặp được ngày có thiên ấn hỗ trợ rất có thể sẽ mở thêm đường tín cho bạn tuổi tỵ trước những cái khó khăn hiện tại trong công việc của bạn và với bạn tuổi tỵ bạn hãy phát huy hết sức của mình đừng có để cho cơ hội vụt qua một cách đáng tiếc nhé sự sáng tạo sẽ dẫn dắt bạn tuổi tỵ đến với thành công. bạn đừng có ngại mở ra lối đi mới cho mình. có thể sẽ có gian nan, có mạo hiểm, nhưng không thể không dấn thân. nếu không sẽ mãi dậm chân tại chỗ mà thôi đối với bạn tuổi tỵ nhé. trong cái vận trình ngày thứ năm này đối với bạn tuổi tỵ, bạn cũng đang gặp ngày có thủy khắc với họ. cái điều này cho thấy về cái phương diện tình cảm của bạn lại không được tốt cho lắm. Bạn đang có những vấn đề không được giải quyết nhanh chóng khiến cho mối quan hệ giữa gia đình và con cái rơi vào bế tắc. Đôi bên cần phải dành thời gian để trò chuyện và tâm sự với nhau nhiều hơn nữa bạn tuổi tỵ nhé. Vài tử vi tuổi ất tỵ thuộc hỏa, công danh phát đạt. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ, tình cảm mau thuẫn. Tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc, cần dành thời gian cho gia đình, tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc Kim, đừng để cơ hội vụt qua, tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc Thủy, nên biết mình, biết ta. Về đánh giá của bà tuổi Tỵ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 9, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cá tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi xỉu, tuổi thân. Tử vi tuổi ngọ thứ năm ngày mùng 5 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi ngọ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi ngọ trong ngày này bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung tiếng ngọa mạo giàu, cho nên cái vận trình của bạn đang bị ngáng trở, con đường tình duyên không được thuận lợi cho lắm. Người còn độc thân đang đặt ra cho mình quá nhiều tiêu chuẩn đối với một nửa của mình nữa nhé. Trong ngày này, đối với các cặp đôi, các bạn đang không có thời gian đủ cho tình yêu, sự tự do ai cũng yêu thích, nhưng khi đã có nơi có chốn thì ít nhất cũng cần phải có trách nhiệm quan tâm tới gia đình nhỏ của mình nữa. Và với bạn tuổi ngọ, may mắn cho cái vận trình của bạn là trong ngày này lại đang có được chính ấn ở bên, cho nên những nỗ lực của bạn tuổi ngọ cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Bạn tuổi ngọ sẽ có cơ hội thăng quan tiến chức, có được cái vị trí phù hợp hơn với cái năng lực hiện tại của mình nữa. Vài tử vi tuổi giáp ngọ thổ kim tình cảm bất thuận Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc Thủy công danh thang tín tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc hỏa biết hiểu cho nhau tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc Thổ cần bao dung hơn tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mộc nỗ lực để có thành công về đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ năm này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi tuất, tuổi dần. Tử vi tuổi mùi thứ năm ngày mùng 5 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi mùi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn bạn đang cảm thấy bất an ở trong lòng. Ngày này đối với bạn tuổi mùi, bạn đang gặp ngày tí mùi tư hại. Với bạn tuổi mùi, bạn tốt với người khác, nhưng chưa chắc đối phương đã đáp lại tương tự, thậm chí còn có kế hoạch để hãm hại bạn tuổi mùi nữa nhé. Và với bạn tuổi mùi, bạn mệnh nên xem lại các mối quan hệ xã giao của mình. Trong cái chuyện tình cảm, cũng cần phải tỉnh táo, đừng có để cho mình bị người khác lừa gạt, mù quáng đi theo con đường sai lầm, càng bước càng sai nữa. Bên cạnh đó, trong ngày thứ năm này đối với bạn tuổi mùi, bạn cũng đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy con đường tài lộc của bạn tuổi mùi càng ngày càng xa sút Bạn mệnh, dễ tin người, trao tiền bạc vào nơi không đáng tin, để khi mất tiền mắt cũ mới nhận ra thì cũng đã muộn mất rồi bạn tuổi mùi nhé. Về tử vi tuổi ất mùi thuộc kim tiền bạc tổn hao, tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy tình cảm sai trái, tử vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa dễ bị lừa gạt, tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ mù quáng tin người, tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc mắc nhiều sai lầm về đánh giá của bà tuổi Mùi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Ngọ. Từ vi tuổi Thân thứ năm ngày mùng 5 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bà tử Thân cho chúng ta thấy là với bà tử Thân đang có được báo hiệu sẽ gặt hái hết may mắn của những con giáp khác trong ngày hôm nay. Với bà tử Thân trong ngày này đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp thân tí thìn vận quý nhân dẫn đường trị lối những mâu thuẫn trong cái chuyện tình cảm dần được tháo gỡ nữa ngày này đối với bà tử thân bạn còn có được cái nguồn thu nhập tăng nhanh chóng trong ngày khi bạn đang được thực thần xuất hiện trong cái vận trình tài lộc của mình với bà tử thân bạn là người biết làm ăn khiếu liếu trong cách ăn nói khiến cho đối phương phải rút tiền ra để mua hàng cũng như là lợi thế hơn người trong những cái cuộc giao dịch nữa bạn tuổi thân nhé. Và với bạn tuổi thân, bạn mệnh cũng có thể sẽ gặp khó khăn trong những lần đầu, nhưng lần này thì khác. Bạn đã kiểm soát được cảm xúc của mình, biết nắm bắt được thời cơ, lợi nhuận tăng cao cũng không làm cho bạn mất bình tĩnh. Trong ngày này, đối với bạn tuổi thân, bạn đang có được tin báo tốt lành, niềm vui đến, gặp gỡ trao đổi công việc thì được thuận lợi, có lộc khó thiêu chân, tài lộc ẩm ẩm đổ về nhà nữa nhé. Về tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy, tiền bạc rụng rỉnh, tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa, tình duyên thăng cấp, tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ, đào hoa dẫn đường, tử vi tuổi canh thân thuộc mộc, có được tình yêu, tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim, làm ăn phát đạt. Vài đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi dậu. Tử vi tuổi Dậu thứ năm ngày mùng 5 tháng 11 năm 2020 Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là cách vận trình của bạn tuổi Dậu trong ngày này, bạn đang gặp ngày Tý Dậu tương phá, cho nên về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi Dậu lại không được tốt cho lắm, tình cảm gia đình dễ bị phá vỡ bởi sự lạnh lùng và thiếu sự quan tâm. Với bạn tuổi Dậu, bạn cần được yêu thương, nhưng đối phương lại có vẻ thờ ơ, chẳng hề suy nghĩ gì đến những cái điều mà bạn mong muốn nữa nhé. Thương quan chiếu mệnh, cái điều này cho thấy, với bà tuổi dậu trong ngày thứ năm này, bạn đang có sự bất mãn trong công việc của mình. Và với bà tuổi dậu, bạn mệnh cho rằng mình sẽ nhận được nhiều quyền lợi hơn với những cái thành quả mà mình đã đạt được. Nhưng hóa ra không phải là được như vậy nhé. Ngày này đối với bạn tuổi dậu, tinh thần làm việc của bạn trì trệ và bạn tự dậu rất dễ mắc phải nhiều sai lầm chí mạng. Cái điều này khiến cho những cố gắng của bạn từ trước tới giờ đã trở thành mây khối và bạn cũng đừng có trách người, hãy tự trách chính bản thân mình trước cái đã bạn tuổi dậu nhé. Về từ vi tuổi ất dậu thuộc thủy, công việc khó khăn, từ vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa, tình cảm không thành, tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ dễ gặp thất bại tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc sai lầm nối tiếp nhau tử vi tuổi quý dậu thuộc kim nhân duyên chưa tới về đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ năm này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 3 số 6 giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cá tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi sửu, tuổi thìn. Tử vi tuổi Tuất thứ năm ngày mùng 5 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Tuất cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tuất đang có được báo hiệu công việc của bạn có được những cái điểm khởi sắc. Và với bà tuổi Tuất, bạn đang có được nhiều cơ hội để thăng tín, sự quyết đoán và dứt khoát ở bạn sẽ giúp cho bạn nắm bắt được nhiều cơ hội tốt trong ngày nữa nhé. Tuy nhiên, cái vận trình của bạn tuổi Tuất trong ngày này, bạn lại đang gặp ngày có thủy khắc với thổ, cho nên về cái phương diện tình cảm của bạn lại không được tốt cho lắm. Đôi bên dễ nảy sinh tranh cãi do những cái chuyện vụn vặt hàng ngày. Và với bà tử tuất, bạn có thể đang hiểu lầm cái điều gì đó ở đối phương. Bạn hãy ngồi xuống trò chuyện cùng nhau để cùng thấu hiểu nhau hơn bạn tử tuất nhé. Ngày này, đối với những bạn đang còn độc thân thì cảm thấy bế tắc trong việc tìm kiếm cái mối quan hệ mới. Và với bạn tử tuất, bạn còn nặng lòng với cuộc tình đã qua, chẳng thể thoát khỏi những bóng ma quá khứ. Cái điều này khiến cho việc bắt đầu mối quan hệ mới của bạn trở nên càng khó khăn, gian nan hơn nhé. Về tử vi tuổi giáp tuất thuộc hỏa, tình cảm bị ngăn cách, tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ, quyết đoán rất khoát, tử vi tuổi mậu tuất thuộc mộc, công việc tấn tới, tử vi tuổi canh tuất thuộc kim, tình duyên trắc trở, tử vi tuổi nham tuất thuộc thủy, tự làm khổ mình. Về đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cá tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dần tuổi ngọ Từ vi tuổi hợi thứ năm ngày mùng 5 tháng 11 năm 2020 xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi hợi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi hợi đang gặp được ngày hợi tí tương hội cho nên với bạn tuổi hợi có thể sẽ tìm được những cái nguồn cảm hứng mới trong chuyện tình cảm của chính mình và với bà tuổi hợi, bạn không còn ngại ngần với cái việc đó bởi đối phương hoàn toàn đồng cảm với bạn nữa rồi. Và trong ngày này, đối với bà tuổi hợi, bạn mệnh cũng sẽ có thêm cái nguồn thu nhập từ cái nghề tay trái của mình, thiên tài trợ mệnh, con đường tài lộc của bà tuổi hợi trong ngày này rất chi là hanh thông, rộng mở và bạn dễ dàng kiếm được nguồn thu chỉ cần chịu khó sắp xếp thời gian là có thể có được nhé. Với ba tuổi hợi, không cần quá nhiều tiền bạc, nhưng vẫn cần có đủ. Và bạn tuổi hợi, bạn biết cái điều đó, nên khi có thể thì nỗ lực để kiếm tiền. Bạn dự định làm nhiều việc vào cuối tuần rảnh rỗi, vậy thì trong tuần phải cần cố gắng hơn nữa bạn tuổi hợi nhé. Trong ngày này, đối với bạn tuổi hợi, bạn đang có được báo tin tốt lành, niềm vui đến, gặp gỡ trao đổi công việc thì được thuận lợi, lộc khổ thiêu chân, tài lộc về ầm ầm với bạn nữa nhé. Về tử vi tuổi ất hợi thuộc hỏa tiền bạc rụng rỉnh, tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ tình cảm thăng hoa, tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc có người thấu hiểu, tử vi tuổi tân hợi thuộc kim độ tình độ cả tiền, tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy nhanh chóng thành công. Về đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 5, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tiếc like, comment đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày xin chào và hẹn gặp lại